Cửa hàng em Tuấn Audio xin được kính chào tất cả các bác và anh em đã quay trở về với kênh YouTube. Thì hôm nay bên phía cửa hàng em có thu mua lại được một con đẩy là 600 cộng. Bác khách thì có nâng cấp các bác nhá, nâng cấp lên con đẩy 4 kênh để có thể đánh được cái số lượng loa nhiều hơn so với không gian ở phòng khách gia đình, và có bán lại cho bên em một chiếc đẩy 2 kênh. Sản phẩm này thì có thể nói nó là một trong những sản phẩm mới đến 99%. Thương hiệu thì của STV Đua, mã là LA600 cộng các bác nhá. Đầu tiên thì bên phía cửa hàng cũng sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết về bên ngoài cấu tạo của sản phẩm đây. Các bác đi qua thì hoan hỉ ủng hộ cho bên phía cửa hàng những cái lượt like cũng như lượt đăng ký kênh. Bác nào chưa bật chuông thông báo thì các bác có thể bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả các video sản phẩm bên phía cửa hàng em tung ra thị trường. Với thiết kế của con đẩy LA600 cộng thì đầu tiên các bác có thể thấy là thiết kế size nhỏ gọn là size 2U, với một công tắc nguồn và hai núm volume hiệu chỉnh công suất của loa. Sản phẩm này thì được trang bị là hệ thống làm mát, tản nhiệt rất là tốt. Với thương hiệu của LA thì chúng ta sẽ đi vào nội thất bên trong. Về nội thất bên trong thì con đẩy LA sử dụng sò Toshiba các bác nhá, với 14 con sò cho một vế công suất và tổng là 28 sò cho một con đẩy. Ở đây thì các bác có thể thấy là về cái những con bù áp này, những con bù áp được bên phía công ty LA họ sử dụng để đấu vào cái bo mạch này rất là cẩn thận, rất là kỹ càng nha các bác nhá. Rồi về mạch thì chắc chắn là mạch LA rồi, một trong những cái bo mạch đánh tiếng khác hoàn toàn so với cả những cái bo mạch như là mạch Class AB, đúng không ạ? Và tụ lọc thì ở đây bên phía công ty họ sử dụng là 20 tụ lọc các bác nhá, trang bị cho nguồn bộ nguồn. Rồi về công suất của con này thì 600W cho một kênh nếu mà các bác đánh ở cái chế độ là 8 ohm. Còn chế độ 4 ohm thì các bác có thể là đánh lên đến là 1200W nha các bác nhá. Rồi về phía đằng sau, về phía đằng sau của một con đẩy NA thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là trang bị cho chúng ta hệ thống làm mát, hai chiếc quạt tản nhiệt để đảm bảo yếu tố là thoát nhiệt cho những cái thanh nhôm ở đây nhanh hơn và tốt hơn. Cầu đấu loa các bác nhé, cầu đấu dây rắc, các bác có thể là chơi những cái chế độ như là bright ở đây này, đấy, đấu đánh chập kênh. Và hơn nữa ở đây là chắc chắn là phải có là hai rắc view check để các bác đấu đường ra loa rồi, đúng không ạ? Chế độ tiện lợi hơn nữa ở đây các bác có nhìn thấy này, chế độ 4 ohm và chế độ 8 ohm. Như vừa rồi em nói, các bác có thể là đánh ở cái chế độ 8 ohm là 600W và đánh ở chế độ 4 ohm lên đến là 1200W nha các bác nhá. Và đây là những cái chế độ cần gạt như là 1.5V, 1.0 và 0.77. Ở đây là những cái giải LBF, giải cắt nha các bác nhá. Và cái chế độ quan trọng nhất đó chính là chế độ chuyển đổi. Các bác có thể đánh chế độ bright, stereo hay là mono. Ở đây thì những cái đường link và đường input vào rồi. Nói chung là một cái dòng sản phẩm đẩy này, ngày hôm nay thì bên phía cửa hàng em sẽ để cho các bác một cái giá vô cùng là rẻ, các bác có thể tham khảo hơn. Thị trường thì chắc chắn là người ta sẽ bán giá rất là cao, nhưng ngày hôm nay bên phía cửa hàng em có thu mua lại được và nâng cấp lên cho khách thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn bên ngoài thị trường rất là nhiều. Hôm nay bên phía cửa hàng em sẽ bán tới toàn thể các bác cái giá chỉ có 4.500.000 thôi. Với 4.500.000 các bác sẽ có ngay một con đẩy LA vô cùng là đẹp, thiết kế tinh tế sắc sảo các bác nhá. Một lần nữa thì các bác đi qua hoan hỉ ủng hộ cho phía cửa hàng những cái lượt like và lượt đăng ký kênh. Bác nào đã đăng ký kênh rồi thì có thể bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả các mẫu mã video sản phẩm bên phía cửa hàng em nhé. Rồi giá 4.500.000, các bác nào mua nhanh tay liên hệ đến số điện thoại bên em, chỉ có một con duy nhất các bác nhé, một con duy nhất dành cho bác nào nhanh tay mà thôi. Rồi video cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác và anh em đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo lần sau của bên phía cửa hàng.